Hôm nay em uh, xin giới thiệu với các bác căn nhà năm gian lim xến mật thanh hóa Nhà được cất đứng hoàn thiện năm uh, 2012 Được 10 năm rồi Căn nhà này mới được uh, full lót khoa Đây Nên cho đỡ bị mốc gỗ thôi Còn uh, để mà căn này để hoàn thiện thì mình uh, về trà nhám lại trong phun bóng là ok ngạch ngưỡng cửa bức bàn đầy đủ hết đây em quay uh, uh, toàn bộ phần phía bên ngoài căn nhà phần hiên hiên trước cho các bác xem căn nhà này được thợ hồng hóa làm mộng uh, mộng rất là khít nhé. đục uh, tinh xảo rất là đẹp Phần trên mái thì được vắn liệt du liệt hết rồi Đây, Em quay chi tiết Ngoại thất căn nhà cho các bác xem Căn này là 5 gian thông các bác nhé sau em quay bên trong nội thất căn nhà, đấy tổng là 32 cột, nhà chuyển rất đẹp, phần trên là du liệt, ván thăng uh, xung quanh đầy đủ địa thu, căn này bây giờ mình về cứ việc uh, trả qua đi, xong rồi uh, dầu giấy lại vun bóng lên là ok, không một vết lỗi nhà rất là đẹp em đọc thông số kỹ thuật căn nhà này cho các bác xem cột hiên thì à, vanh 90 cao cao 2, 29 cột quân thì vành vanh 100 vanh 100 cao 39 Cột cái thì 101 cao A 4m90 ở bước gian thì rộng 3m tổng cho dài là em tính tim đến tim nhé tổng cho dài là căn nhà là 15m còn lòng nhà thì rộng 5m6 hiện trước là 1 m 4 em đo tim đấy tim thì căn nhà này nó rộng là chiều rộng là 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 7 m. đấy đây phía gian buồng phía gian buồng căn nhà đây đấy, trên phần trên cũng là du liệt nhà rất là đẹp các bác quan tâm căn này thì liên hệ em